Chuyến xuyên Việt 2015, ngày thứ hai, 19 tháng 10, cung đường Mường Nhé, A3 chảy. Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy trong bầu trời sương mù mịt của vùng Mường Nhé, do đã xác định là sẽ dành nguyên ngày hôm nay cho việc chinh phục cột mốc số 0, nơi xác định cương vực ba nước Việt, Hoa, Lào, nơi cực Tây của Tổ quốc, nên nhóm đã để lại hành lý ở nơi nghỉ và chỉ mang theo trang bị nhẹ. Con đường lên biên cương thật đẹp, hai bên núi, sương mây còn lững thững ngủ nướng trên ngàn, càng tạo thêm nét trữ tình cho những đám ruộng lúa chín vàng chờ gặt ven triền những con đồi, những khe núi gần xa. Có một điều là sao càng đến gần biên cương thì đất nước trông càng như tươi đẹp hơn, càng tráng lệ hơn, càng hùng vĩ hơn, và như càng thôi thúc tình yêu tổ quốc với ta hơn. Theo thiện ý, không có bài học nào, án hùng văn nào có thể dạy con em chúng ta về tình yêu tổ quốc bằng những chuyến đi về miền biên viễn như thế này. Các bạn trẻ ơi, hãy đi đi, đi để nghe con tim mình đập lên nhịp của bài ca 4.000 năm dựng nước. Từ thành phố Mường Nhé đến A3 chảy, ta sẽ đi qua 5 đồn biên phòng. Trong đó, đồn Len Su Sình, đồn nằm ngay sát đường nhựa và thấp thoáng là những chiếc áo xanh màu lá của các chiến sĩ với súng đạn sẵn sàng dù đang là trong một ngày yên tĩnh. Khi người dẫn đường của nhóm tiến vào ngỏ ý muốn viếng khu vực bia tưởng niệm thì có một sĩ quan ra tiếp và hướng dẫn rất chân tình. Nghiêng mình trước tấm bia đá biểu trưng cho sự hy sinh của 29 người con nước Việt trong suốt lịch sử giữ nước cận đại, chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Tất cả họ, 29 người đã vì quốc vong thân, đều hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, trong đó chưa ai quá tuổi 30. 14 vị hy sinh trong thời kỳ từ năm 1961 đến 1973 và 15 người hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên cương năm 1979. Trong số đó có một liệt sĩ là anh hùng Trần Văn Thọ, anh quê ở Diệt Thành, Trấn Yên, Yên Bái. Thắp nén hương tưởng nhớ các anh, chúng tôi cùng đứng lặng để bảo vệ mọi tấc đất biên cương thiêng liêng của tổ quốc. Các anh đã anh dũng nằm xuống ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình. Các anh đã hiến dâng mùa xuân của mình để mùa xuân biên cương còn thắm mãi. Sau gần 60 cây số, nhóm đã đến đồn biên phòng A3 chảy. Khi đến đăng ký và bày tỏ mong muốn được thăm cột mốc số 0, ban chỉ huy đồn đã tỏ ra rất trọng thị khi mà cả trực ban, chỉ huy trưởng và chính ủy đều lễ phục chỉnh tề và tiếp đón ân cần. Sau khi hỏi thăm và trao đổi chân tình chuyện trong Nam, ngoài hải thì các anh cho biết do có vấn đề về quản lý sửa chữa cột mốc và đường đi lên liên quan đến cả ba quốc gia nên tạm thời hiện nay không thể đến cột mốc số 0 được. Dù nhóm đã khẩn khoản kể lễ hết lòng, nhưng do là chuyện quốc gia đại sự vô cùng tế nhị nên thôi đành phải hẹn lại lần sau. Tuy nhiên, để an ủi, các anh đã điện chốt biên giới số 3 hướng dẫn đường đi và dành cho nhóm một ưu đãi, đó là được cấp giấy thông hành đặc biệt để qua đất Trung Hoa, dòng qua chợ đường biên phía Trung Hoa dù là không phải ngày họp chợ. Vào các ngày 3, 13 và 23 hàng tháng thì dân hai bên biên giới có thể cùng đến chợ Biên Mậu để mua bán, trao đổi hàng hóa tự do. Chúng tôi thôi thì đành lên cột mốc số 3. Nhóm đã đến cho biết để được đặt chân một lần lên lãnh thổ Trung Hoa, chụp hình với cột mốc biên cương từ hai phía để lòng dặn lòng mình rằng ta đã đến được nơi mà từ hàng ngàn năm qua bao mồ hôi xương máu của giống nòi diệt tộc đã đổ xuống để minh định cho cương vực của trời Nam nước Việt mình. Xin dùng những hình ảnh kèm theo đây để tả về một ngày trong đời mà từ đây mình sẽ không thể nào quên được.